Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, cô xin tự giới thiệu, cô là cô giáo Lê Thị Thu. Cô là giáo viên dạy môn lịch sử trên kênh tuyển sinh 247. À, rất vui và chào mừng các em đến với khóa học của môn lịch sử lớp 12, bộ sách giáo khoa cánh diều trên kênh tuyển sinh 247. Các em thân mến, một trong những đặc điểm rất nổi bật của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và vẫn gọi là chương trình giáo dục phổ thông mới. Đó là môn lịch sử là một trong bốn bộ môn bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông gồm có môn toán, môn ngữ văn, môn tiếng Anh và môn lịch sử. Và điểm thứ hai đó là khác với những chương trình giáo dục phổ thông lần trước thì với chương trình giáo dục phổ thông mới này chúng ta đã được quyền lựa chọn các bộ sách và những bộ, bộ sách này sẽ do chính các thầy cô giáo dạy của các em ở trong mỗi nhà trường đọc thẩm định và sau đó sẽ lựa chọn bộ sách phù hợp nhất với điều kiện của trường mình với phương pháp dạy học và đặc biệt là cơ sở vật chất trong nhà trường và bài hôm nay trong khóa học này thì cô Lê Thu sẽ là người giảng dạy các em môn lịch sử lớp 12 của bộ sách giáo khoa cánh diều một bộ sách giáo khoa của rất nhiều các tác giả là các thầy cô giáo các nhà khoa học uy tín Vậy trong bộ sách giáo khoa cánh diều, chương trình lịch sử lớp 12 cô trò chúng ta sẽ đề cập đến những nội dung nào và sau đây thì cô Lê Thu xin giới thiệu với các em. Phần thứ nhất, đó chính là các cái phần nội dung và các cái vấn đề ở trong khóa học của chúng ta. Thứ nhất là về mặt mục tiêu. Với khóa học này chúng ta sẽ được hệ thống kiến thức một cách cơ bản và toàn diện nhất. Phần thứ hai trong phần củng cố bài học với các câu hỏi trắc nghiệm và mục tiêu cô rất mong muốn là các em sẽ hứng thú không chỉ với các môn học với không chỉ với môn lịch sử mà rất là say mê với môn khoa học và môn lịch sử là một trong những cái môn khoa học mà nó 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 hấp dẫn nhưng nó có những cái độ khó nhất định và vì vậy mà môn học này cũng cần một cái sự đam mê một cái sự ham tìm tòi và học hỏi về nội dung của khóa học thì chúng ta sẽ có 6 chủ đề và được chia làm 16 bài à, phần thiết kế của nội dung sẽ là những kiến thức ngắn gọn dễ hiểu và dễ nhớ cũng như là cùng đi sâu vào phân tích những vấn đề khó, những vấn đề cần được nâng cao. Và khóa học này thì đương nhiên với một chương trình lịch sử lớp 12 thì sẽ dành cho các em học sinh lớp 12 để ôn tập về những kiến thức nền tảng phục vụ tốt nhất cho việc các em ôn tập và thi uh, tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là xét tuyển vào uh, tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào các trường đại học và đương nhiên À, không ngoại trừ đó là cũng dành cho tất cả các em học sinh rồi các bạn các đồng nghiệp các những người khán giả quan tâm đến tìm hiểu và yêu thích môn lịch sử Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo cô Lê Thu để bật mí xem là với khóa học lịch sử lớp 12 của bộ sách giáo khoa cánh diều sẽ có những chủ đề và những nội dung như thế nào nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu vấn đề thứ nhất. Đó chính là chủ đề về thế giới trong và sau chiến tranh lạnh. Wow một đơn vị kiến thức thật là hấp dẫn và chiến tranh lạnh thì các em biết đó là một cuộc chiến tranh rất là đặc biệt rất là đặc biệt một cái chiến tranh mà không hề có xung đột vũ trang giữa hai nước đứng đầu của hai khối tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới lần thứ hai vậy trong thế giới trong chiến tranh lạnh như thế nào và sau chiến tranh lạnh thì thế giới sẽ phát triển ra sao Chúng ta sẽ có 3 bài học với chủ đề này. Bài thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về sự ra đời cũng như phát triển của một tổ chức mang tính chất quốc tế, hiện nay có sự tham gia đông đảo nhất đó chính là Liên hợp quốc. Thứ hai, bài thứ hai đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về trật tự thế giới trong chiến tranh lạnh, điều gì chi phối tới trật tự thế giới trong chiến tranh lạnh và mối quan hệ giữa các nước, các cường quốc và biểu hiện của nó như thế nào trong giai đoạn này. Và đương nhiên, vấn đề thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1989 thì sau đó và đặc biệt là sau sự kiện Liên Xô chủ nghĩa xã hội sụp đổ năm 1991 thì thế giới sẽ phát triển ra sao, những vấn đề gì là thời cơ là thách thức đối với trong quan hệ quốc tế. Nội dung thứ hai cũng liên quan đến nội dung lịch sử thế giới nhưng gần gũi hơn với chúng ta, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về ASEAN về hiệp hội của các quốc gia Đông Nam Á, những chặng đường lịch sử với hai bài. Bài số 4 là sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và bài 5 là Cộng đồng ASEAN từ tư ý tưởng đến hiện thực. Đó chính là những vấn đề mà chúng ta cực kỳ quan tâm bởi vì sao vì đây là một tổ chức mang tính chất khu vực lớn hiện nay trên thế giới và đồng thời Việt Nam là một thành viên của ASEAN. Tìm hiểu về một tổ chức mình là thành viên và đồng thời tìm hiểu xem với ASEAN Việt Nam sẽ có những cơ hội, có những thách thức như thế nào và trong bối cảnh phát triển chung trong mối quan hệ kinh tế quốc tế hóa hiện nay. Chủ đề thứ ba cũng là một chủ đề rất nổi bật, ở chiếm một cái phần lớn thời gian đối với chương trình lịch sử lớp 12 là những vấn đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mạng tháng 8 năm 1945 về chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của lịch sử Việt Nam từ năm 1945 cho đến nay. Và như vậy với nội dung này, các em sẽ được tìm hiểu những kiến thức sau đây. Thứ nhất, là ở bài số 6 các em sẽ tìm hiểu trọn vẹn về cách mạng tháng 8 năm 1945 về quá trình chuẩn bị của Đảng về bối cảnh lịch sử về việc chúng ta đã chấp thời cơ như thế nào, nghệ thuật chấp thời cơ như thế nào. Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến lên giành chính quyền và chúng ta đã uh, giành thắng lợi trong cách mạng tháng 8, chấm dứt một giai đoạn uh, kéo dài của thời kỳ bị đế quốc phong kiến và phát xít, cai trị và đô hộ và mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc cho nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là ở bài số 7, uh, sau khi chúng ta giành độc lập thì khó khăn bùa vây và chúng ta phải đối mặt với một giai đoạn đó là Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. 9 năm, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cầm súng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập đó. Chúng ta đã giành thắng lợi sau sự kiện năm 1954. Ở bài số 8, thì một lần nữa thử thách lại đến với dân tộc. Đó là với những cái sự can thiệp của quốc tế và những sự thay đổi của tình hình chính trị lúc đó, chúng ta lại tiếp tục bị chia cắt theo 21 năm và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với mục tiêu là thống nhất dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được hoàn thành vào năm 1975. Tuy nhiên, đất nước thì luôn luôn phải đối mặt với những thách thức và tiếng súng thì chưa yên ở hai đầu của Tổ quốc, đó là biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc, tiếp tục cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau năm 1975 và cho đến nay thì chúng ta vẫn giữ vững để bảo vệ biên giới, cương vực vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Nội dung cuối cùng cũng là ở trong phần này, đó là về công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 cho đến nay. Ở à, trước những khó khăn của sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975 thì đến năm 1986, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định với công cuộc đổi mới và chúng ta sẽ tìm hiểu từ mục tiêu, từ nội dung cho đến những vấn đề về những thành tựu liên quan đến công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 cho đến nay, đâu là những bài học kinh nghiệm, đâu là những thách thức trong thời gian tới để Việt Nam có thể tiếp tục duy trì con đường đổi mới, duy trì mục tiêu đổi mới và đạt được rất nhiều những thành tựu quan trọng. Và một phần mà trong phần lịch sử Việt Nam lớp 12 các em cũng sẽ được học đó về lịch sử đối ngoại của Việt Nam thời kỳ cận hiện đại. Đây chắc hẳn sẽ là một phần kiến thức khá là mới mẻ khi chúng ta được tìm hiểu riêng một mạch nội dung về hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Bên cạnh những hoạt động về quân sự, bên cạnh những hoạt động về chính trị, bên cạnh những hoạt động về kinh tế thì đối ngoại cũng là một mặt trận quan trọng luôn luôn được coi trọng từ đầu thế kỷ 20 từ thế kỷ 20 cho đến năm 1975. Và bài số 13 là hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 cho đến nay. Một chủ đề nữa chúng ta sẽ được tìm hiểu trong lịch sử lớp 12 đó là về cuộc đời cũng như sự nghiệp của Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam. Với chủ đề về Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng sẽ với ba bài học. Bài 14 khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Bài 15 Hồ Chí Minh người anh hùng giải phóng dân tộc và bài 16 dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam. Bác Hồ vị cha già kính yêu của dân tộc, người luôn luôn được nhắc đến với một lòng kính yêu và yêu thương vô hạn. Chúng ta sẽ có một chủ đề với ba bài học để nhìn lại sự nghiệp của người, để nhìn lại những đóng góp của người về những giá trị mà người để lại cho nhân dân và cho dân tộc Việt Nam. Và các em thấy một chương trình lịch sử sẽ vô cùng hấp dẫn. Cả những vấn đề về mặt thông sử theo chiều dài của lịch sử đất nước cả những vấn đề về chủ đề như chủ đề đối ngoại, chủ đề về Hồ Chí Minh, đó chắc chắn sẽ là những nội dung vô cùng hấp dẫn và chúng ta sẽ được tìm hiểu, sẽ được học, sẽ được mở rộng, sẽ được nâng cao về mặt kiến thức trong khóa học lịch sử lớp 12 cùng với cô Lê Thu trên kênh Tuyển sinh 247. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những bài giảng tiếp theo của cô trong khóa học này. Xin chào và hẹn gặp lại các em.